Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi video. Hôm nay em lại quay cho tất cả các bác những cái dòng sản phẩm bên em đang về hôm nay. Hôm nay về những cái dòng điện thoại có giá từ 1 triệu đến 5 triệu, cam kết là hàng chính hãng, bảo hành 30 ngày một đổi một, bảo hành phần cứng toàn bộ máy cho tất cả các bác 6 tháng. Bên em ship toàn quốc kiểm hàng rồi thanh toán, các bác không cần cọc một đồng nào. Kiểm tra đúng cái sản phẩm mà em quay em quảng cáo thì các bác nhận, còn không đúng thì đừng có nhận để tránh cái trường hợp là chúng ta mất tiền cọc mà không nhận được đúng cái sản phẩm. Ví dụ như kể cả có đúng hay là có sai thì ví dụ như là vận chuyển đi nó bị va đập nó bị vỡ hay là có thể là do nhân viên bị tráo đổi hàng hay là có thể là do bên tôi đóng đơn nhầm cái này nó cũng có thể nó xảy ra nhưng mà ít khi thôi tốt nhất là đảm bảo được cái đồng tiền của các bạn và cái sản phẩm của tôi thì cứ kiểm hàng rồi thanh toán nha bên em thì không thiếu đâu anh em ạ à, anh em được kiểm hàng rồi thanh toán nhiều người cứ bảo là mua hàng trên mạng toàn bị lừa bị lừa là do các bạn các bạn tin người ta quá các bạn cứ đi thấy người ta lấy người đẹp người mẫu người chân ngắn chân dài ra quảng cáo rồi sau đó là các bác đi đặt cọc cho người ta rồi là À, nhận hàng rồi không đúng thì bắt đầu là lại bảo là mua hàng không đúng chất lượng đúng không như ví dụ như bây giờ người ta đang iPhone 15 16 Pro Max người ta chỉ bán có 1 triệu đến 2 triệu thôi thì các bác cứ đi tin người ta các bác đi mua đấy bên em bán hàng trăm con hàng nghìn máy như thế này mà các bác không tin các bác lại đi tin những người ta bán 1 đến 2 cây bắt các bác đặt cọc các bác vẫn đi cọc đúng không ở những cái điểm này bán như thế này mà các bác vẫn không tin mà các bác không mua thì các bác lại đi mua ở đâu Đấy, những cái nơi mà chúng ta cần nghiên cứu và mua sắm thì các bác không mua các bác lại đi mua những cái người bán lẻ người ta độ vỏ rồi hàng tàu hàng nhái hay là hàng sách tay đấy vấn đề này nó nó nói chung là nói vân vân đấy nhiều cái trường hợp lắm còn em bán cho tất cả các bác ở đây được kiểm hàng đúng thì nhận không đúng thì thôi đấy ví dụ như cái dòng A3S ở đây em bán cho tất cả các bác chỉ có 1 triệu 450 nghìn hiện tại còn khoảng độ 400 cái nhá A3S nha các bác nhá 1 triệu 450 nghìn mà RAM 6 128 g đây này những cái mã điện thoại bên em có từ Oppo, Vivo, Samsung, Redmi, iPhone Nói chung là có các loại Tuy nhiên thì em chỉ bán từ 1 đến 5 triệu thôi nha Không cần cọc Đấy em bán từ 1 đến 5 triệu ngày vài trăm đơn mà vẫn không cọc Mà các bác lại đi đi đi, đi uh, Thấy người ta đăng một 2 cây để đi cọc cho người ta Đấy, đấy tại ai Tại các bác chứ không tại ai cả Ok nha bây giờ em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác Bây giờ em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác những cái dòng sản phẩm hiện tại đang có từ 1 triệu đến 5 triệu mà không cần cọc các bác nhá. Vivo Y93 RAM 6 128GB nhá Có 3 màu như thế này RAM 6 và 128GB Pin 4500 Màn hình 6.4 inch Máy mới không có hộp nhưng mà đủ phụ kiện Có sạc, có tai nghe, có ốp đầy đủ cho tất cả các bác Hiện tại còn có 3 màu đỏ, xanh và đen Em bán 1 triệu 500 nghìn Không phải là cái loại 16GB nhá Cái này là nó là 128GB 128GB các bác nhá 128GB Đây ạ à, RAM 6 và 128GB này Đấy các bác nhìn thấy không RAM 6 128GB Nếu mà có loại 16GB chắc nó khoảng triệu thôi Nên nhiều người cứ thấy uh, Đăng trên mạng cứ bảo là người ta bán có triệu 1 triệu hai mình bán đến triệu rưỡi Đúng thôi Ai mua ở đâu thì mua chỗ nào rẻ Các bác có thể mua chỗ đó Còn bên em không cọc nha Em đã bảo cho tất cả mọi người là máy mới Thì thứ nhất là không bị ám màn Thứ hai nữa là không bị nứt nẻ hay là móp méo ở đâu cả máy mới là mới anh em kiểm tra không đúng những cái vấn đề mà em quảng cáo thì các bác đừng có nhận nha em bán vivo y 93 chỉ có 1 triệu 500.000 thôi 1 triệu 500.000 đủ phụ kiện cho tất cả các bác nha có 3 màu như này các bác gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình đây hay là kết bạn Zalo đều được nha các bác nha và tiếp theo em giới thiệu cho tất cả các các bác một số dòng rẻ hơn nữa 1 triệu 450.000 cũng có 3 màu Oppo A3S máy mới không có hộp máy mới không có hộp nha máy mới 100% nhưng mà không có hộp em bán cho tất cả các bác là 1 triệu 450.000 miễn phí ship được kiểm hàng rồi thanh toán RAM 6 và 128 gb RAM 6 này 128 gb này Oppo A3s nha các bác nha Oppo A3s RAM 6 128 gb máy đều là hai sim 26 sóng 1 triệu 450.000 máy mới không có hộp nhưng mà đủ phụ kiện cho tất cả mọi người A3S à, Đấy Nói chung là cái tầm hơn 1 triệu bạc mà các bác không mua những cái sản phẩm này thì chắc chắn là không còn chỗ nào mà để mua được những cái sản phẩm máy mới mà nó chỉ có 1 triệu 450 nghìn mà nó là 128GB. Các bác cứ đi hỏi đi, người ta bán cái loại 16GB, 32GB, 64GB, người ta cũng bán hơn 1 triệu rồi. Đấy, mà máy cũ thôi nha, còn em bán cho các bác là máy mới. Máy mới như thế này mà các bác không mua những cái nơi mà em đã bảo rồi. Em bán những cái nơi mà em bán nhiều thế này mà các bác không tin mà các bác không mua thì không biết là các bác đi mua ở đâu cho nó rẻ nhất và cho nó hợp lý nhất đấy, đôi lúc chả may còn bị lừa đấy các bác ạ đây em giới thiệu tất cả các bác này Samsung nhá Samsung A50 em bán có 2 triệu 150 nghìn Samsung A50 2 triệu 150 nghìn thì các bác nhận được một chiếc điện thoại pin 4000 màn hình 6,5 RAM 4 và 64GB máy 99% nhá máy 99% thì hình như là nó không có một vết xước nào cả Đấy, em mới thì em bảo mới, cũ thì em bảo cũ. Đây, giấy bóng vẫn còn nguyên này, đây này. Đấy, giấy bóng tem siêu vẫn còn nguyên, mặt trước mặt sau đây này. Đấy, A50 nha các bác nhá. A50. 64 g Đấy, 64 g Máy mới, à máy 99%, con này là 99% có 3 màu. Màu trắng và màu xanh đậm thế này. 99% chúng ta chỉ có mua với 2 triệu 150 nghìn Thì như thế là quá rẻ rồi các bác ạ Không còn chỗ nào mà rẻ hơn nữa đâu nha các bác nhá à, các bác nhìn qua camera thì nó cảm thấy nó như vậy thôi còn thực tế để nhìn trực tiếp thì máy rất là đẹp à, bây giờ em toàn là làm video vào ban đêm nên là nó hơi khó nhìn một tí mong tất cả các bác thông cảm bởi vì em nói cho các bác là máy mới 99 phần trăm này không cần phải kiểm tra nhá không cần phải kiểm kiểm tra màn Đấy, bởi vì màn nó có đen có ám đâu Đấy, các bác nhận máy các bác được kiểm tra thoải mái không có cọc một đồng nào em bán với em mua bán với em là không cần cọc bên em bán khá là nhiều cái này cọc cái gì đúng không thì mà các bác không mua các bác lại đi mua thấy người ta đăng một hai cây rồi bắt đầu là cọc nọ cọc kia thôi là một con sâu thì làm hại nồi canh à, mua đi xong một thằng bị lừa này cứ nhiều thằng nọ này nói thằng kia còn những cái nơi mà uy tín thì các bác không lo lắng mà để nghiên cứu các bác cứ bảo thằng này ấy, nó nói phét thôi đó chỉ toàn hàng tàu hàng nhái thôi đấy xã hội mà nhiều người nói các thể loại luôn nhá để mà một mình em thuyết minh và em nói cho tất cả mọi người tin em thì chắc chắn là khó không có ai tin đâu còn ai tin có thể ủng hộ mà mua mà không tin thì chúng ta cũng không nên mua đấy và cũng không nên đặt bởi vì các bạn đặt bên tôi đâu có phải là à, ghét tôi mà đặt thì hay đâu chả có gì hay cả hay là ghét tôi để đặt để chơi để xem nó như thế nào không phải đâu các bạn các bác đặt đi ấy, em chỉ mất có 19 đến 20 nghìn tiền phí thôi bạn không đến chỗ bạn bạn không mua tôi là chuyển sang khác chuyện bình thường Đó, không sao cả cũng chỉ mất bằng này tiền thôi chứ nhiều người bảo đặt ra để bom xem cho nó cho cho nó uh, cho nó đáng đời thực tế là các bạn có, có đặt hàng trăm cái cũng không bao giờ chở nha đấy nó là ví dụ như vậy nhiều người thì cứ bảo thời xưa thì gửi đi không lấy thì, thì 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 thì, bom thì nó nọ kia chứ bây giờ sao hội bây giờ hiện đại bạn không lấy nhá ông này không lấy chuyển sang ông ông kia đúng không chuyển tiếp tôi chỉ cần bấm một cái nút thôi là nó lại chuyển sang thằng bên kia ngay đấy các bạn chỉ làm khổ cho những người giao hàng thôi mất hay là bị mưa hay là va đập vỡ thì người ta người ta phải đền chứ còn các bạn bảo là bom hàng thì hình như là tỷ lệ này khó lắm nhá các bạn cũng đâu có lấy được cái điện thoại tôi đâu A31 em bán cho tất cả các bác 2 triệu 500 à, 2 triệu750.000 pin 5.000 2 triệu750.000 pin 5.000 này màn hình 6,5 này ram 6 này 128 gb máy 99% Samsung A31 các bác nhé <laughs> Samsung A31 máy 99% Đấy, tem siêu giấy bóng vẫn còn nguyên Đấy, tem siêu giấy bóng vẫn còn nguyên Nguyên keng luôn các bạn Đấy, Samsung giấy bóng còn nguyên 2 triệu 750 nghìn Máy 99% gọi là máy mới luôn <laughs> Ủa mọi anh em thông cảm tí Và về 50 cây như thế này 5, 60 cây không biết là bao nhiêu cây Đây là con Samsung A21S A21S thì em bán ở tất cả các bác là 2 triệu 300 nghìn 2 triệu 300 nghìn Con này là pin 5 nghìn các bác ạ Pin 5 nghìn Máy nó cực kỳ là đẹp này Pin 5 nghìn em bán 2 triệu 350 nghìn Đấy 2 triệu 300 nghìn đi A21S RAM 3 và 32GB nhé các bác nhé RAM 3 và 32GB Màn hình 6,5 Pin 5 nghìn Những cái dòng này thì pin cực trâu rồi các bác ạ Máy Zin luôn nhá Đây này Mặt trước mặt sau dưới bóng vẫn còn này Mặt sau này Đấy còn mặt trước vẫn còn dây bóng hết nhé máy 99% như máy mới luôn không có chỗ nào à, xước hay là móp đâu anh em ạ à. đấy nhá chúng ta sử dụng những cái chiếc điện thoại như thế này có 2 triệu bạc thì dùng quá là ok rồi 2 triệu 300 nghìn thôi miễn phí ship đủ phụ kiện cho các bác các bác được kiểm hàng rồi thanh toán nhá đây ạ à. màu đen màu xanh đậm ba màu như thế này đấy. các bác lựa là con nào thì các bác có thể lựa nói chung là chả phải lựa con nào đâu nói chung chốt được là chốt thôi anh em nhá pin 5000 32GB còn tiếp theo những cái dòng này ấy, thì nó là cũng là A21s nhưng mà nó là 64GB RAM 6 bán đắt hơn 200.000 2 triệu 500 2 triệu 500.000 bởi vì đắt hơn thì nó ra nó cao hơn thì kiểu gì nó phải đắt hơn tôi phải bán đắt hơn rồi đúng không A21s RAM 6 64GB pin 5000 2 triệu 500 Màn hình 6,5 inch nha các bác nha 2 triệu 500 Zin luôn này Mặt trước mặt sau vẫn còn dây bóng đầy đủ hết Không có ám gì cả Nếu mà các bác dùng trong vòng 30 ngày Tất cả các cái sản phẩm bên em Lỗi đâu thì em sẽ <laughs> Đổi cho các bác ở cái điểm đấy Trong vòng 30 ngày Đổi máy mới luôn Ví dụ các bác nhận cái máy này mang đi mà nó bị lỗi thì em đổi luôn cho các bác không cần phải sửa gì nhá đổi luôn cái máy mới có nhân viên đến tận nhà các bác để lấy nó đổi cho các bác đàng hoàng à. bởi vì em gửi đi cho các bác là có mã series email đàng hoàng chứ không phải là bán xuông như kiểu bán bán rau bán cỏ không có số má gì đâu nếu mà hàng em là hàng giả hàng nhái thì chắc chắn là không đến không bán đến ngày hôm nay các bác biết không kênh của em nó hàng mấy chục nghìn người để đăng ký kênh thì các bác phải biết là nó uy tín hay không có ai làm được như vậy không có ai mà bán hàng mà chất lượng mà nếu mà không chất lượng thì chắc chắn là không có ai đăng ký kênh đúng không phải chất lượng thì mới có người đăng ký kênh và theo dõi và mới mua hàng à, nhiều người thì bảo bán đắt bán rẻ tuy đó mỗi người bán một kiểu mà có người thì có bán 3 bốn các bác cứ đi mua bình thường còn em bán nó phải bán bán đắt nha em phải cân đối bán em phải có lời em lãi thì em mới bán chứ không phải là có cái chuyện là à, nhập về triệu bán 500 không có còn anh em ủng hộ được càng nhiều càng tốt đăng ký kênh chia sẻ ngay video bạn có thể mua rồi nhưng mà bạn đăng ký kênh video để, uh, để tiếp theo em uh, có những cái sản phẩm mới hay là có những cái sản phẩm mới này hay là có những cái dòng máy khác hay là có những cái dòng mà em chưa quay tới em phải quay tiếp cho tất cả mọi người bởi vì một video để em quay hết cho tất cả các bác này chắc chắn là hơi khó đúng không con này là iPhone 6 Plus em bán có 1 triệu 650 nghìn thôi 1 triệu 650 nghìn 1 triệu 650 nghìn các bác nhận được một chiếc điện thoại 64GB màn hình 6,7 inch pin 100% các bác nha pin được 95 đến 99 phần trăm có nghĩa là pin 100 phần trăm rồi à, các bác kiểm tra cái thông số nó có sẵn chứ không phải là nói mồm là nói xuông qua đâu nhưng mà những cái điện thoại ấy, iPhone thì nó không có máy mới nên là nó chỉ là máy cũ thôi máy cũ thì những cái hình thức em nói với tất cả các bác này những cái con này ấy, những cái hình vỏ vỏ của nó và những cái hình thức này ấy, thì đâu đó được khoảng độ 85 phần trăm trở lên Nói chung là nó cũng có chỗ nó xước đây này Đấy, nó có chỗ xước chấm phẩy em cũng muốn thay chứ em cũng muốn thay nó lên cho nó mới cứng để em bán cho tất cả các bác nhưng mà tuy nhiên thì mình thay thì nó không bằng nhà sản xuất được nên là sợ nhất là nó bị nóng máy thao pin thôi còn không thì ai chả thay được mua cái vỏ có mấy chục nghìn mà em thay một lúc là xong đúng không chỉ có nhấc cái con nọ sang con kia là xong thôi nó rất là nhanh thôi một ngày thay chắc được vài trăm cây không phải đơn giản đâu Đấy. nhưng mà em nói các bác không nên thay iphone này không nên thay nha các bác nha thay thì trừ trường hợp là nó bị móc quá nhiều thì chúng ta thay thôi còn không thì chúng ta cứ để nguyên zin thế này nó còn có cái giấy bóng còn có cái cách nhiệt của nó nó sẽ lông đen doang của nó ở đấy thì nó sẽ không bị nóng máy còn chúng ta thay rồi ấy, chúng ta không như cũ đâu các bác ạ tuy nó mới không bằng được nha em bán 1 triệu 650 nghìn nữa đây màn thứ nhất là cam kết là màn zin này đấy màn trắng không nhất là màn zin nhá. Thứ hai nữa là 64 g và pin của nó đây. Pin 100% này. Và tiếp theo nữa. Những cái sản phẩm này đều là mất vân tay nhá các bác nha, Những sản phẩm 1 triệu 650 000 là mất vân tay hết. Nó chỉ có thiếu cái là mất vân tay thôi. Còn ngoài ra đều ok 64 g Em đã ghi rõ ràng và dán ở đây hết rồi. 64 g anh em ạ. Ok chưa? Bây giờ em mà quay cho tất cả các bác một số dòng sản phẩm nữa Bên em có rất là nhiều những cái sản phẩm mà mới về hôm nay Và những cái dòng nó cực kỳ là rẻ và cực kỳ là đẹp Đây là một chiếc điện thoại Oppo A9 nha. Oppo A9 Có hai màu như thế này Máy còn rất là nhiều em chỉ quay một vài màu một, một vài con để lên cho tất cả các bác nghiên cứu thôi Con này là pin 5000 này Màn hình 6,5 inch này Đấy, RAM 6 này Và 128GB Em bán là tất cả các bác với giá 2 triệu 800 nghìn 2 triệu 800 nghìn các bác được cái là Đây Mở cho các bác xem rõ ràng mới được Con này là RAM 8 256 nhá RAM 8 256 gb RAM 8 và 256 gb Em bán chỉ có 2 triệu 800 nghìn thôi Máy mới nguyên hộp nha Nguyên hộp như lúc nãy em quay đầu video cho tất cả các bác ấy. Nguyên hộp luôn, nguyên phụ kiện luôn Máy mới thì chúng ta không còn gì chúng ta phải tả nhiều Bởi vì lý do và nguyên nhân thì nó đã mới Thì nó chả có gì phải nói thêm Nếu mà là nó là máy cũ Thì chúng ta còn phải nói là Nó còn tả những cái góc nọ góc kia Còn máy mới thì chúng ta cũng không cần phải nói thêm cái gì cả Đây Em giới thiệu cho tất cả mọi người với một cái sản phẩm Cực kỳ là hot và chạy nhất hiện nay Em bán cho tất cả các bác với giá là 3 triệu 500 Là một sim hai sim Thì nó là 3 triệu 900 đây gọi là nốt 10 GE và nốt 10T nhé T với GE nó là một thôi Trở qua nó là một cái ký hiệu một sim và hai sim hai con máy một sim và hai sim nó giống nhau y hệt nó là một thôi nhưng chẳng qua là nó chỉ có khác cái chữ là một sim và hai sim thôi các con máy này chống nước 100% các bác nhận máy được ném xuống nước được ngâm nước và các bác thanh toán nếu nước vào đừng có nhận Đấy, em nói được em làm được nếu mà nhân viên giao hàng không cho nhúng xuống nước thì yêu cầu nhân viên alo ngay cho tôi tôi sẽ hỗ trợ các bác nói rõ cho mọi người là được ngâm nước để người ta ghi âm cuộc gọi lại nha ai sai sẽ sợ sợ là người giao hàng nói là nhúng xuống nước nếu mà hỏng thì người ta phải đền mà đúng không chứ không phải là do nguyên nhân mà các bác đền đến ai đền cả đấy, còn để xác minh lại thì các bác có thể cho người ta điện lại cho tôi và tôi sẽ tôi tôi tôi, tôi sẽ nói với họ và sẽ có cuộc gọi ghi âm đấy nếu mà tôi sai tôi chịu mà họ sai họ chịu Đấy, cái vấn đề nó như vậy Đây là con Redmi Note 10 nhá Note 10 GE và Note 10T Nó là một thôi Chẳng qua nó khác nhau cái chỗ là hai sim và một sim Em bán với giá, giá là 3 triệu 500 2 sim 3 triệu 900 64GB nha các bác nha <laughs> Pin 5000 Đây là những cái sản phẩm mà chúng ta Ở vùng biển này hay đi làm thuê Làm mớn hay ra ngoài đồng phụ hồ phụ xây Các thứ để chúng ta nên mua những cái sản phẩm này Chúng ta đút túi thì nó sẽ không bị ám nhá. Nó không bị ám màn hình là một hai nữa là nó sẽ nó không bị mốc ở trong á, mốc ở cái máy ở trong, mốc men đấy. mốc men máy. Đấy, nhiều người thì trừ trường hợp sử dụng những cái sản phẩm thì chỉ có làm rơi vỡ hay là rơi mất thôi, chứ còn ngoài ra hình như là con máy này không còn để sửa. Đấy, nhiều người cứ bảo chạy sao mình bán 4 triệu, người ta bán có 2 triệu thì tốt nhất là đúng rồi, người ta bán rẻ bạn cứ đi mua của người ta. Nó có rất là nhiều loại nhá, bản Mỹ, bản Việt, bản Hàn với lại dòng sách tay rồi sách cổ rồi thì dòng sách tay sách chân sách cổ các thứ vân vân hàng tàu hàng nhái nói chung là nó có rất là nhiều loại nên là những người mà không am hiểu về những cái sản phẩm thì chắc chắn là người ta sẽ nói là tôi sẽ bán đắt hơn người ta đến 2 triệu một cái đấy. một ngày tôi bán vài trăm đơn thì hai triệu có mà chẳng tôi làm một tháng rồi tôi giàu lắm rồi đấy các hai triệu một cái một ngày tôi bán vài trăm cái thôi đây đây là nói nói thật thì phải làm thật mà nói cho nó đúng các bác ạ à, em nói thì không biết là mọi người có tin hay không tuy nhiên thì để mà một mình tôi nói ở đây cho tất cả mọi người tin tôi là chắc chắn là khó nha em sẽ mở những cái app bán hàng của em cho các bác xem một ngày em bán được ra được bao nhiêu đơn mà những cái nơi này mà bán nhiều nhất mà thị trường rộng nhất mà các bác không tin tưởng tôi thì là những cái người hay nói nhiều các bác thông cảm một tí nha đây bây giờ em sẽ đây là những cái app đây là những cái app uh, Viettel Post mà tôi uh, bán hàng qua cái chỗ này tôi gửi hàng cho các bạn qua cái chỗ này nhá và có cả giao hàng tiết kiệm này Đấy, cả bưu điện nữa này bưu điện các thứ để hỗ trợ thôi ví dụ như chỗ hôm nào mà nó đây này tôi bán cho các bác này một ngày này 529 đơn nhá các bác nhá nhìn kỹ nhá nhìn rõ ràng nhá đây là không phải là sao chép hay là lấy ở đâu về nhá ok chưa Đấy, đây không phải sao chép hay là chụp màn hình nhá nhiều người cứ bảo thằng này chắc nó chụp màn hình nó gửi cho mình ấy đây tôi lướt cho các bạn xem này Thành công được 392 đơn này Thấy chưa Đây những cái người người ta bảo là uh, Người ta bảo là uh, Bom hàng ấy Là tôi sẽ chuyển tiếp này Cho xử lý chuyển tiếp đi Đấy, Chuyển tiếp cho người khác luôn Đấy, Chứ không phải là nhiều người cứ bảo Tao thấy thằng này nó ghét Tao bom nó Tao đặt chơi Đặt chả giải quyết được cái gì Đấy. Tổng số tiền thu về là 1 tỷ không bảy nghìn Đấy, 581 nghìn Đúng không Đây là chính xác nhá Tổng tiền cước lên 12 triệu 123.000 166 đồng Đấy Có thấy không Đây Cái số tiền hôm nay giao thành công đây Thu hộ về được 720 triệu 727 triệu 174.000 Tổng tiền cước hôm nay lên 88 triệu 734.097 linh ba đồng. Đấy, nhiều người cứ nói thằng này chắc là nó phét nọ phét kia chứ có ai mua của nó đâu nhưng mà em nói các bác ấy, nói chỉ cho những người tin tôi chứ tôi không phải nói cái kiểu là ớt ơ nọ nọ kia kia bởi vì tôi thì bán hàng này tôi hay nói nhiều thì nhiều người cứ ghét nhiều người các bạn thằng này nó khoe nọ khoe kia nhá không phải đâu anh em ạ à. em cũng chỉ vì kiếm cơm thôi vì các bác thôi ủng hộ thôi thì em nói rõ cho các bác nhìn như vậy à, những cái nơi mà chúng ta cần uy tín bán cái sản phẩm nhiều thì các bác không mua Đấy, có bác cứ thấy người ta lấy người đẹp ra quảng cáo rồi chân ngắn chân dài ra anh anh em em bắt đầu là, là đi mua còn những cái thằng này nó hay nói tục chửi bậy một tí các bác lại không mua đấy nó là như vậy nó là quan điểm của con người mà ai nói tốt thì mua ở người đấy thế thôi đây là Tecno 20C Tecno 20C con này là màn hình 6.6 RAM 4 4 và 128GB nhá các bác nha máy như iPhone 13 Pro Max luôn đẹp không À, bây giờ mà lắp cái vỏ iPhone vào là 13 15 Pro mẹ. Hình như là zin sao ấy. À, máy mới nhá, mới nguyên hộp luôn đây hộp của nó ở đây. Tất cả các cái sản phẩm của em mới là bảo mới, cũ là bảo cũ chứ không có, có lấn lộn gì cả nhá. À, nó có như thế nào thì em gửi cho các bác đấy. Con này em bán có 3 triệu 7 thôi. 3 triệu 7 thôi. Pin 5000, Màn hình 6.6 inch, RAM 4.4 x 4, 8 và 128GB Các bác phải nhớ cái tên điện thoại thì các bác mới đặt được cái máy nha TECNO 20C, 3 triệu 700 nghìn Miễn phí ship, các bác kiểm tra thoải mái thanh toán Đúng thì nhận, không đúng thì thôi Đây là con T-Shell 1 t con này là 406S 406S, t 406S t 406S này thì em đang bán với giá là 3 triệu 100 nghìn Pin 5 nghìn RAM 4 cộng 4 64GB Đấy, Nói chung là những cái sản phẩm này Thì tầm có 3 triệu bạc để Mua những cái máy mới như thế này là quá ok rồi Không còn gì phải bàn tán rồi các bác ạ Đừng có đòi hỏi thêm nữa các bác nhá Còn các bác đi mua ở những cái nơi khác ấy, Thì kiểu gì nó sẽ đắt hơn Tại sao em bán rẻ hơn? Em phải bán rẻ hơn tất cả mọi người thì các bạn mới mua với tôi. Còn nếu mà tôi mà bán đất bằng cái ông ở gần nhà bạn thì thật rằng bạn đi mua ở ngay gần nhà bạn cho nó nhanh. Các bạn mua với tôi, các bạn còn phải đợi 3 đến 5 ngày các bạn mới nhận được máy, đúng không? Đấy. Đây là TCL nhá, 406S TCL, 406S, máy mới nguyên hộp hộp nó ở đây. Đấy, máy này cực kỳ đỉnh này. Và đây. Đây là VinSmart K5 màn hình 6.5, RAM 4 và RAM 4 và 64GB, máy mới, pin 5000. 2 triệu 550 000 miễn phí ship được kiểm hàng thanh toán, máy mới. Đây này vân tay cảm biến các thứ này nó ghi ở trên màn hình em chưa xé ra bởi vì em chỉ bỏ cho em quay thôi thông số của nó đang ghi em đã ghi rõ ràng đây rồi màn hình 6.5 này siêu lớn này nó hỗ trợ sạc từ 15 w trở lên dưới 15 w là không sạc được nha sạc vào nó lại chết máy thôi Đấy, máy mới 100% nguyên hộp cho tất cả mọi người à, tất nhiên thì bên em thì bán rất là nhiều cái sản phẩm bởi vì là để mà nói một lúc cho tất cả các bác hết thì chắc chắn là hơi khó bởi vì tại sao video nó khá là dài bởi vì mình cũng là những cái thằng hay nói nhiều nữa không nói thì các bạn bảo không nói nói thì bảo thằng này nó lắm mồm đấy nó là như vậy đấy, tại cái cái kiểu lắm mồm thế này mà các bác lại ghét đấy kiểu nó là như vậy ấy. đấy còn các bác chỉ thấy thấy, thấy thích những cái thằng chân ngắn chân dài ra để, để 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 quay video thì các bác mới thích thôi chứ còn chúng tôi nói toàn là ông nọ sổ ông kia thì các bác không thích đâu à, mình thì là người thực tế bán đâu nói đấy và nói rõ ràng đấy. bao nhiêu tiền các thứ mình nói rõ chứ không phải những cái kiểu như người ta này, à, gửi đi cho các bác này xong là bắt đầu là gọi lại không được nữa mất hút con này là Samsung nhá Samsung A05 3 triệu 500 pin 5000 màn hình 6,7 ram 4 64GB đây này máy vuông cực kỳ là đẹp luôn nhá con gái con trai dùng cái con này alo là quá đẹp à, rất là đẹp luôn đẹp không máy mới cứng luôn đấy các bác nhá máy mới 100% phần trăm luôn các bác nhận mà không đúng máy mới được cũng nhận thế thôi em đã nói các bác là chả phải cọc đâu chả phải cọc đâu các bác em bán hàng không cọc đấy. ai mua thì mua không mua thì cũng thông cảm nó là như vậy samsung a 05 bây giờ em giới thiệu tất cả những các bác một số dòng nhá cực kỳ là nổi tiếng và cực kỳ là trôi nổi nữa này a 55 s này a 55 s em bán là tất cả các bác với giá là hai triệu chín trăm nghìn A55S 2 triệu 900 nghìn thì các bác nhận được một chiếc điện thoại màn hình 6,5 RAM 8 và 256G 256G các bác nha 256G em làm toàn làm video ban đêm nên là cũng rất là khó nhìn nên là các bác là thông cảm một tí Tuy nhiên là miễn sao là em nói thật lòng với các bác là được ban ngày thì cũng khó có thời gian để làm xe cộ gần đường nó đông nữa này RAM 8 cộng 1 thành 89 này 256G này Đấy. Chỉ có 2 triệu 900 nghìn A55 A55 nhá Máy mới nguyên hộp luôn các bạn Và tiếp theo Thì em lại giới thiệu tất cả các bác một số dòng nữa Con này nó là con 13C Nhá Redmi 13C đây này. Con này cũng là RAM 8 cộng 2 thành RAM 10. 256 GB. Máy mới, nguyên hộp, đủ phụ kiện, ốp và sạc và tai nghe nhá. Ốp và sạc tai nghe, nói chung là máy mới thì nó chả thiếu cái gì đâu các bạn, đừng có hỏi về cái vấn đề nó phụ kiện hay không. Các bác chỉ cần nhìn cái mẫu này, hình thức này có đẹp hay không này. Rồi thì là RAM bộ nhớ này, đồng tiền này, nó đã ghi rõ ở đây. <laughs> Màn hình con này rất là to nha, màn hình là 6,74 inch Đây nó ghi rõ đây này. Đấy. Và pin 5000 này. Nó hỗ trợ sạc từ 18W trở lên này. Đấy, máy mới nhá, em chưa bóc cái tem siêu đâu, kệ nó như vậy. Quá đẹp đúng không các bạn? RAM 10 256GB. Chỉ có 3 triệu 700 nghìn thôi mà các bác không mua thì không biết là các bác đi tìm ở những cái nơi nào mà nó có rẻ hơn thì các bác mua còn em bán thì hơi đắt thì đúng không C33 C33 là cũng là cái sản phẩm mà cực chạy những cái dòng Redmi cực chạy luôn các bạn C33 em bán tất cả các bác chỉ có 3 triệu 350 nghìn hình như là chuẩn bị lên giá những cái dòng Redmi tầm khoảng 500 nghìn một cây đấy các bạn nhé em nói bằng thật đấy. công ty nó báo lên thì tôi bán báo lên thôi chứ làm gì có chuyện mà nó báo lên thì mình hạ xuống được đúng không đây là Redmi C33 3 triệu 350 nghìn Pin 5 nghìn màn hình 6.7 inch RAM 8 và 256GB Nhiều người thì bảo là sao tôi không test cam Nó máy mới để test cam làm gì Test cam nó cũng vậy thôi Nó cũng chỉ đã máy mới mà tầm mấy triệu thì nó chỉ được như vậy thôi Đây này RAM 8 cộng 4 thành ra 12 nhá Và con này là 256GB 256GB các bạn 256GB 3 triệu 350 000 nguyên hộp đủ phụ kiện cho tất cả mọi người và em lại giới thiệu tiếp cho tất cả các bác bây giờ em bốc là con nào em giới thiệu con đấy chứ bây giờ mà để để lần lượt thì không được rồi anh em gọi trực tiếp số này nha kết bạn Zalo đấy. đây là có những cái dòng rẻ tiền này đấy. ít tiền nhưng mà rất là nhiều thịt cho các bạn con này em bán cho tất cả các bác là A15S RAM 4 128GB RAM 4 128GB Pin 5000 màn hình 6.5 Em bán được tất cả mọi người là 2 triệu 300 000 2 triệu 300 000 các bác nhận được một chiếc điện thoại máy mới nguyên hộp 100% luôn Nguyên hộp luôn à, Không có một vết xước Đã mới thì xước gì nữa à? Mới thì bảo mới rồi Đấy Em bán để cứ bán thôi, nhiều người ghét em lắm, nhiều người cứ cạnh tranh nhau hay là những cái thằng mà nó chơi nấu ngáo đá sao nó cứ chửi suốt. Của nó chỉ có một đến hai người nó chửi mình thôi chứ không bao giờ có nhiều người đâu Đấy, nhiều người thì, thì người ta chỉ xem và thích thôi Đấy, chứ nhiều thằng này toàn ăn để chửi mình không biết là nó ăn cái gì Đấy, nó không biết là cạnh tranh hay là ghét nhau hay là tôi làm cái gì sai người ta người ta chửi Đấy, nhiều người thì tự nhiên thì hỏi nọ hỏi kia em nói các bác nhiều người cứ bảo đi mua hàng như kiểu ông tướng ấy bây giờ nó có cái xã hội nó kiểu là khách hàng là thượng đế đúng thôi nhưng mà mua bán thì kể cả có thượng đế người ta đâu có giảm cho bạn đâu Đấy, Vừa thì mình mua đúng không vừa thì mình bán Nói với nhau đừng cho nó đừng có khó nghe là được A15s RAM 4 128GB Máy 2 SIM 2 sóng máy mới 100% Pin 5000 màn hình 6.5 nha các bác nha Bán có 2 triệu 300 nghìn thôi 2 triệu 300 nghìn các bác đã nhận được một chiếc điện thoại như thế này ở đây không phải là nó bị xước đâu nha đây là có cái lớp dây, dây bóng này này cho nó nổi bong bóng lên này, này. đấy, em lau hết cho nó hết này đây là nó nổi bong bóng ở bên trong lên đấy. đây này đấy. nhiều người cứ bảo là thấy ừ, cái máy nó bị xước đây này đây đây nó lòng anh ông anh đây thấy chưa 2 triệu ba mà các bác nhận được một chiếc điện thoại mới mà 128 ghi được ít khi đấy anh em ạ <laughs> Nói chung là nó có nhiều thôi Tuy nhiên thì Tuy nhiên thì mỗi người có một cái dòng sản phẩm khác bán khác nhau, có người thì bán hàng tạp hàng nhái, có người thì bán hàng chính hãng mà đắt quá. Những cái sản phẩm em bán đây, ấy, các bạn đi mở à, à đi đi siêu thị hỏi xem mà không có à, tranh lệch khoảng triệu rưỡi, tôi bỏ nghề luôn nha. Bởi vì tôi bán ở đây các bác biết một ngày bán đổ ra cả một tỷ bạc để bán chứ không phải nói là bán kiểu một hai cây đấy. Nên là em chỉ cần quảng cáo cái đấy thôi. Các bác có tin hay không đấy là việc của các bác Còn tôi bán thì bạn không mua thì tiền của bạn vẫn ở đấy Mà sản phẩm tôi vẫn ở đây nha đấy. Đây là một chiếc điện thoại A92 Màn hình 6.5 RAM 8 256GB Oppo A92 Pin 5000 Màn hình 6.5 RAM 8 Và 256GB Em bán cho tất cả mọi người với giá là 2 triệu 900 50.000 miễn phí ship máy mới ship toàn quốc máy mới nha. Nguyên hộp máy mới nguyên hộp luôn. Đủ phụ kiện luôn. Đấy, các bác nhìn thấy nó bẩn bẩn thế này các bác bảo máy cũ dùng sức rồi không phải đâu. Đây nó có cái lớp giấy bóng này. Do chúng ta cầm này, cầm vào nó có cái dấu vân tay thôi. Cầm lên cầm xuống thì nó có rất là nhiều dấu vân tay. Đây này RAM 8 cộng 3 thành ra 11 nhá, 256 GB Oppo A92 này. Đấy, nhiều người không biết thì còn cứ lên mạng sớt nọ sớt kia người ta lấy toàn là đăng những cái sản phẩm đâu đâu về ấy. chứ đâu có phải là à, chính hãng ở đây đâu các bác ạ à. các bác ở trên tay các bác cầm các bác còn chả biết nó là cái gì các bác còn đi hỏi chị google đấy xong bắt đầu là nói nọ nói kia rồi bắt đầu là, 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 là không mua nọ không mua kia rồi mua đắt quá người ta trên mạng người ta bán có hơn triệu mà mình bán đến tận 4 triệu lời quá nhiều đúng không kiểu nó như vậy mà nhưng mà thực tế là trên tay của các ông cầm các ông chả biết là nó là cái gì mà các bác cứ đi, 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 đi tìm ở trên mạng nếu các bác biết như thế thì dài rằng các bác uh, các bác hãy tự sản xuất nó ra cho nó nhanh em nói thì hơi quá đáng Oppo A93s con này đang được giảm giá cực sâu nhé giảm đến sáu bảy trăm nghìn cơ 3 triệu 350 000 thôi Bây giờ ấy, trước của nó là 4 triệu Các bác thấy không? Em làm video em cũng đã nói rõ rồi Trước của nó 4 triệu Bây giờ chỉ có 3 triệu 350 000 Đấy, miễn phí ship cho tất cả các bác Pin 5 Màn hình 6.5 RAM 8 Và 128 g RAM 8 128 g thôi nha Xem là phải không? Nó phải rõ nói sai là các bác À đây, RAM 8 và 256 ghi Em nhầm, em nhầm RAM 8 và 256GB A93S5G Máy mới nguyên hộp đủ phụ kiện <laughs> Các bác thông cảm một tí Mấy hôm nay đang uh, thay đổi thời tiết Mưa gió nó ốm nên là nó có cổ nó có đờm Nên là nó không được uh, nói cho nó không được tốt không được trong Nên là câu nghe được câu không thì các bác thông cảm Lúc nào cũng uh, như vậy thì cũng không ổn đâu các bác ạ Đúng không? em nói đâu thì em nói rõ bằng như vậy đây là con A55S nha A55S em bán tất cả các bác với giá là 3 triệu 900 nghìn 3 triệu 900 nghìn màn hình 6,5 và RAM 464 ghi tại sao lại có cái giá nó đắt kinh khủng có 64 gb mà pin 5.000 màn hình 6.5 A55s Oppo nhé Tại sao lại đắt thế con này nó chống nước các bạn chống nước 100 phần trăm em cũng đã nói rõ rồi các bác cứ mang đi nhúng nước Nước không vào thì trả tiền Nước vào thì đừng có trả tiền Đấy, A55S nha các bác nha A55S Ok chưa A55S em bán được tất cả mọi người Với giá chỉ có 3 triệu 900 nghìn Chống nước 100% Các bác nhận máy được Vứt số nước rồi thanh toán Đấy, Nếu mà nước vào thì thôi đừng có trả tiền Còn Nước vào thì nước không vào thì các bạn nào lấy nhá Đấy, với cả, cả những cái con này cũng vậy, chống nước 100% luôn. Em vừa giới thiệu qua lúc đấy. Còn con này là Oppo đây. Oppo chống nước. Đây là con là Oppo A74. A74 con này nó là màn hình 6.5, RAM 8 và 256GB. Em bán tất cả các bác với giá là à, 3 triệu 150 nghìn 3 triệu 150 nghìn Miễn phí ship đủ phụ kiện Ốp sạc tai nghe Pin 5 000 các bác nha Oppo A74 Các bác đi đâu nhặt được những cái sản phẩm này Có giá tầm khoảng hơn 2 triệu hay không Ở chỗ khác toàn trên 5 triệu Đấy Nó rõ bằng thật luôn Đấy. Các bác cứ thử xem Em nói không không bao giờ sai đâu mà Em bán tất cả các bác máy mới 100% Máy mới luôn 100% luôn Đấy Máy mới ừ. nguyên hộp luôn nha. Em nói thì nó phải đúng, RAM 8 là 256GB, 3.150.000 miễn phí ship pin 5.000, đủ phụ kiện. Con này chưa bật nguồn nên là chưa 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 nhìn thấy. Đây là con Oppo A78. Oppo A78. Máy là máy vuông. Oppo A78 này em bán là tất cả các bác là 3.500. Thì các bác nhận được một chiếc điện thoại màn hình 6,7 Ram 8 và 256GB Ram 8 và 256GB Pin 5.000 Em bán giá chỉ có 3 triệu 500.000 thôi Có màu xanh, màu đen và màu Màu hồng nhạt như thế này Đấy. Đây Ok chưa Đấy, Các bác theo dõi video này ấy, Đừng quên đăng ký kênh nha Đăng ký ngay bây giờ Đăng ký luôn đi Đang xem thì đăng ký luôn và trong cái cuối video này nó có cái nút đăng ký ở trên màn hình luôn cho các bác à, Nó có một cái nút tròn tròn ở bên phải của các bác ấy Thì các bác bấm vào đây đăng ký luôn Sau đó là các bác xem và theo dõi tiếp Thì nó sẽ nhìn thấy những cái video mà em quay tiếp một cái sản phẩm tiếp theo Còn video thì nó không được phép làm quá dài Nên là đến hạn thì mình phải tắt đi, phải làm lại đúng không? Nên là các bác đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ ngay video và kết bạn ngay zalo cho tôi Và gọi trực tiếp nếu chúng ta có muốn đặt hàng Còn để mà một cái video để em quay chi tiết cho tất cả mọi người hết thì là hơi lâu Nhà các bác nhá các bác theo dõi các bác đăng ký Kênh ngay đấy, Bây giờ em sẽ để cái nút đăng ký Kênh ở trên màn hình cho các bác các bác chỉ cần bấm vào đấy nó khác từ có cái chữ đăng ký luôn màn hình góc bên phải nha các bác nha à, Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi em sẽ làm tiếp một cái video tiếp theo bây giờ bây giờ thì nó rất là nhiều nhưng mà em không một lúc em không quay hết cho các bác được và cái thời hạn video nó có hạn nữa các bác ạ à. đăng ký ngay hiện bây giờ đang hiện tại đang ở trên cái màn hình của các bác rồi đấy